tăng dần cái độ khó, cần mình phải yêu cầu mình tăng dần cái độ khó của việc tập lên để tiếp tục tăng được cái BMR cho đến khi mình hài lòng với cái việc mà duy trì thói quen ăn uống tập luyện đó và mình cảm thấy thoải mái với việc đó, thì lúc đó mình có thể dừng. À, chứ không phải lúc nào cũng tăng hoài thì không thể nào ai mà cứ tăng hoài. Sẽ đến lúc mình đạt được cái mục tiêu của mình chẳng hạn, thì lúc này mình sẽ có thể dừng ngay ở cái khoảng đó và cơ thể nó bắt đầu nó quen đi dần với khoảng đó rồi, nó sẽ ngưng ở chỗ đó. Ok. Thank Rồi. Rồi tiếp theo. Sao không thấy mọi người? Ok. Record. Rồi nói tiếp về cái chỗ tiêu hóa. Đi tới dạ dày. Đi tới dạ dày và trong cái dạ dày này nó cũng sẽ co bóp nhu động. Co bóp nhu động. Mỗi lần nó co bóp một lần thì nó sẽ đẩy một lượng nhỏ, giống như ở đây mình tưởng tượng có một cái mực axit ở đây, mà khi thức ăn nó tan ra, nó tan xuống và thành trở thành cái dạng kim á, thì mỗi lần co bóp nó sẽ đẩy một ít qua, đẩy một ít qua cái đường này đây, nó đẩy một ít qua cái đường đường dẫn này, và ở đây có một cái túi mật. Vậy có ai biết chức năng túi mật là làm gì không? Túi mật thì do gan sản sinh ra mật để chứa túi mật dự trữ ở đây, mật nó nằm trong túi mật để dự trữ ở đây. Quân. Hello. Nghe được không? Nghe nghe, nói đi, nói đi. Túi mật là sinh ra những cái chất giúp mà tiêu hóa đồ ăn, enzyme á. Ok, cứ nói đi. Nói lớn một xíu, hơi hơi nhỏ. Túi mật là dùng để dùng để sinh ra những enzyme để mà tiêu hóa một số chất. Đúng ta, Ok. tại vì có một số người cắt túi mật đi vẫn ăn uống được nhưng mà không uống thuốc. Ok. Nó là enzyme để tiêu hóa, kệ để tiêu hóa. Giống như ở đây nó ở túi mật á, nó có một cái enzyme giống ở trên miệng mình đó là amylase để nó tiêu hóa thức ăn tiếp tục. Và ở đây nó để làm một cái gì nữa, nó có một cái chức năng nữa là làm cho giảm nồng độ axit dạ dày. À, tại vì ở đây là axit độ pH thấp, axit rất là mạnh ở đây, nếu như mà giữ nguyên cái nồng độ axit này đi xuống cái đường ruột mình á thì đường ruột mình nó toang, nên ở đây phải có một cái loại chất trung hòa cái lượng axit đó đi để trở về ngưỡng pH bình thường 6 7 gì đó. Nên những người có vấn đề về về gan mật này kia nọ cũng sẽ dễ bị vấn đề về ở đây hình như là lá lách hay là cái ống này, quên mất cái tên ngay chỗ này rồi. Thường hình như là lá lách đó, túi mật và cái tuyến tụy sẽ sản sản sinh ra những cái enzyme để trung hòa cái lượng axit đó để tiếp tục đi di chuyển qua cái ruột non. Và bên cạnh đó những cái enzyme đó như amylase, amylase phía trên đó và amylase dưới này do tuyến tụy tiết ra nè, một lần nữa để phân giải thức ăn nhỏ hơn nữa, càng ngày càng nhỏ ra, nhỏ ra, nhỏ ra nữa, sau đó đi vào ruột non, đi vào ruột non và hấp thụ thức ăn qua các cái lông nhung của ruột non, hấp thụ chất Phát dinh phát dưỡng. chuyển cái slide qua phát. À, chuyển Những cái cái slide đang nằm BMA. à ok, ủa em đang thấy bên này mà ta. Từ từ để em coi lại, em share lại. Mọi người thấy chưa? Thấy được cái hình tiêu hóa Ok. không? Ok, đó. Thì khi mà nó đi vào ruột non bắt đầu tiếp tục hấp thu chất dinh dưỡng. Rồi, và ở đây là hấp thu chất dinh dưỡng chính, sau đó nó đi đến cái ruột già để hấp thụ nước và điện giải. Đây, absorb water và electrolyte nè, hấp thu nước và điện giải. Thì hấp thu nước điện giải, bên cạnh đó trong cái hệ thống ruột già của mình á còn có, ở đây mới là chứa cái hệ men vi sinh, bacteria, các vi khuẩn đường ruột, và trong này bao gồm có lợi khuẩn và kể cả hại khuẩn gì nó đây hết, tất cả các loại vi khuẩn ở đây hết.
Và người ta, mình hay có nghe cái cụm từ là prebiotic và probiotic á, thì các cái loại vi khuẩn này nó lên men, nó lên men những cái đồ ăn thừa và nó sản sinh ra những cái chất cần thiết cho cơ thể, giúp cho gọi là cái kháng thể của cơ thể mà ở phía trên nó không có sản sinh ra được, thì chỉ có cái khu vực mà ở ruột già này mới có thôi. Thì cái những cái thức ăn mà mình hay biết như là các loại chất xơ, ai cũng biết là nó sẽ không hấp thụ được, tại vì mình không có cái enzyme phân giải các loại cellulose, mình không có cái hormone đó, nên cái những cái thực phẩm như rau xanh đồ nó sẽ đi xuống tới cái ruột già này. Tại sao người ta nói cái thực phẩm nên ăn nhiều rau cho nó tốt là chỗ này nè. Khi mà cái rau xanh này kia nọ và sữa chua đồ đi xuống đây, nó sẽ cung cấp lợi khuẩn đây. Còn cái rau xanh á, nó sẽ cung cấp thức ăn để nuôi cái đám lợi khuẩn này. À, tại vì đi xuống đây không có còn nhiều về cái lượng carb hoặc là protein nhiều nữa. Và cái lợi khuẩn cũng không ăn mấy đó. Nó chỉ ăn cái mà cái xác, cái xơ của chất xơ thôi. Và từ cái việc nó ăn đó, rồi xong nó đi ra những cái lợi phẩm, những cái sản phẩm tốt cho sức khỏe mà con người cần. Và bên cạnh đó thì những cái chất xơ đó nó làm cho mềm phân chẳng hạn, và giúp hình thành cấu trúc phân để đi ra cho nó dễ hơn. Đó, nên cái việc giống như mình ăn rau nhiều hơn, mình sẽ cảm thấy dễ đi hơn, đi nhiều hơn so với bình thường. Và cuối cùng là đi ra ngoài. Đó. Vậy câu hỏi là tại sao cơ thể chúng ta tiêu hóa đồ ăn á, nó phải cứ đi qua làm cho nhỏ hơn như vậy? Quân. Hello. Hey Duyên. Tại sao nó phải cần cứ làm cho nó nhỏ ra? Nghe được không? Hello. Nghe nè. Quân, nghe nè. Nói đi. Tức là cứ mỗi lần qua thì nó hấp thụ một chất, mỗi lần qua nó hấp thụ một chất và càng ngày cái chất nó càng nhỏ đi, giống như hấp thụ những cái chất lớn trước như protein hay là carbohydrate rồi mình cắt nhỏ ra thì cơ thể mới hấp thụ được, từ những cái nhỏ đó mới chế thành những cái khác được tốt hơn. À, ok. Đó, như đây là một cái may, những cái mình hiểu lầm. À, thật ra cái quá trình hấp thu nó hấp thu tất cả, kể cả carbohydrate hay là protein, thì nó hấp thu cùng lúc với nhau. Vậy tại sao nó cứ phải phân nhỏ ra? Là để cho nó đi được vào cái tế bào của mình. Nó phải đi được vào tế bào. Vì nếu không đi được vào tế bào thì việc ăn của mình vô ích. Được không? Đây. Thì mới nói đến protein. Rồi, nói đến protein trước. Để xem. Protein. Ok. Rồi, mình đi vào cái phần protein luôn. Protein, các nguồn của protein. Đây, từ động vật, từ thực vật, từ các loại thức ăn mà mình đưa vào, kể cả bao gồm cả thức ăn bổ sung như là whey, protein chẳng hạn, đều là nguồn cung cấp protein cho cơ thể. Ha, mình bắt đầu đi vào cái protein. Thì nó, cái protein này nó có 4 bậc hoặc là 4 cái level của cái cấu trúc phân tử. Từ bậc 1 đến bậc 4. Và cái đơn vị nhỏ nhất của nó là một amino acid. Thì cái việc mà nãy mình nói nó tiêu hóa mà nó cứ phân nhỏ như vậy là để cho nó từ cái miếng thịt rồi nó phân giải thành những cái như là protein bậc 4, rồi nó giảm dần xuống đến khi nào nó còn lại amino acid thì nó mới đi qua cái màng tế bào được. Còn nếu không nó sẽ nằm bên ngoài, nó không vô được tế bào. Nên nếu như mà bị vấn đề về tiêu hóa chẳng hạn, hoặc là về chuyển hóa làm cho đồ ăn không có phân giải được tốt á, thì nó cũng sẽ bị lãng phí thức ăn. Đó là mình hay nói cho những người mà bị trao đổi chất kém đó, là như vậy. Thì thường á, cái cấu trúc protein này ở bậc 3 và bậc 4 á, nó mới có hoạt tính là nó mới có cái chức năng của nó. Rồi, protein này á, có bạn nào biết có bao nhiêu loại protein không? Duyên biết không Duyên? Không.
không. rồi nhìn ở đây ha, cái cấu trúc protein nè, nó là từng cái amino acid, là từng cái hạt này bắt đầu nó gắn với nhau, nó gắn thành một cái dây dài, nó gắn thành một dây dài, xong rồi nó sẽ xoắn lại, nó tạo hình giống như một cái dây điện thoại đó. Thì đó là bắt đầu nó lên bậc 2. Rồi lên bậc 2 nó xoắn nhiều hơn và nó gặp luôn cái sợi dây này lại nữa thì lên bậc 3. Và nhiều cái bậc 3, cấu trúc bậc 3 này kết hợp với nhau thì ra bậc 4. À, chỗ này sẵn nói thì mình nói cái việc mà giống như chị em hay uống collagen đó, hoặc là sức collagen lên để nó thấm á, thì collagen là bậc 4 nên bản chất nó sẽ không có thấm được, và cũng như là uống nó cũng không có vô được. Tại vì đi vào cái dạ dày mình á, nó đi hết à, nó chuyển từ bậc 4 sang bậc 1 thì nó sẽ phân giải thành amino acid, cái bậc thấp nhất, chứ nó không còn giữ nguyên cái cấu trúc mà có hoạt tính của nó nữa. Nên thành ra cái việc mà uống collagen á, nó sẽ không giúp ích cho da, mà để cải thiện sức khỏe da chẳng hạn, thì mình tốt nhất nên ăn uống lành mạnh và tập luyện. Vì sao? Vì khi mình tập luyện, những cái collagen trong cơ, trong gân, dây chằng, nó cùng một lúc nó cần cái nhu cầu collagen. Và lúc này mình ăn protein bình thường vào thôi, nó cũng tạo cái nhu cầu, nó hấp thu. Có thể lúc này nó sẽ trigger được cái việc hấp thu vào da, nên người ta hay nói tập luyện sọc một thời gian, duy trì tốt, thì cảm thấy da được căng hơn, cảm thấy đẹp hơn, da đẹp hơn chẳng hạn. Mà thậm chí không có cần kết hợp dùng mỹ phẩm gì nhiều. Đó. Nên hạn chế những cái lầm tưởng như vậy khi mà mình hiểu về cái nguyên lý của nó. Rồi. Thì protein nó sẽ có chức năng gì trong cơ thể? Protein có chức năng gì? Protein nó sẽ là bản chất của nó sẽ hình thành, nó sẽ tạo nên các enzyme. Bản chất của enzyme là protein nên nó sẽ tạo nên thành các enzyme. Rồi nó sẽ tạo nên như nãy cái hình bậc 2, nó sẽ tạo nên những cái cấu trúc như gen của mình, DNA. Rồi, nó còn sẽ giúp cải thiện chức năng về vai trò miễn dịch, về hormone. Rồi nó đóng vai trò là chất vận chuyển, chất mang chất béo, mang này kia. Giống hôm trước mình có nói về kilomeron, cái loại mà gọi là cholesterol đó. Thì cái cholesterol đó, cái tên của nó là lipoprotein, thì nó là một cái dạng protein vận chuyển, nên vai trò của cái protein là chức năng vận chuyển nữa. Rồi, nó sẽ chuyển hóa thành hormone để giúp cho những chức năng của cơ thể. Rồi, cung cấp hỗ trợ cơ thể và cải thiện về cơ bắp. Rồi, cải thiện cơ bắp, thực hiện co cơ, xây dựng cơ bắp. Những cái chế độ ăn mà quá khắc nghiệt chẳng hạn, hoặc là những người mà ăn chay đi, thì sẽ dễ bị thiếu protein và dẫn đến có thể bị rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, nên cần bổ sung thêm, ví dụ như sữa bên ngoài, từ bên ngoài vào để cho nó đầy đủ, thì lúc này mình mới cung cấp đầy đủ cái lượng protein mà cơ thể cần. Rồi tiếp theo nói về cái mà bao nhiêu loại protein á, thì cơ thể chúng ta có 20 loại. Ở đây cái đầu tiên này là cái hình minh họa, thì trong cái đó nó có bao nhiêu cái cấu trúc phân tử và tên của nó là gì ha. Thì đây là 20 loại protein có trong cơ thể người, và nó chia làm hai nhóm, đó là nhóm thiết yếu và nhóm không thiết yếu, essential và non essential. Thì thật ra cái nào nó cũng cần thiết cho cơ thể hết, nhưng mà do cái cách mình dịch đó, nó bị theo tiếng Việt đó, làm người ta lầm tưởng là cái nhóm không thiết yếu nó không quan trọng, nhưng thật ra cái nào cũng quan trọng và cái nào cũng có vai trò nó hết. Mà tại sao nói nó thiết yếu và không thiết yếu? Thì cái nhóm mà thiết yếu á là cơ thể không có tạo ra nó được, cơ thể không sản sinh ra nó được, mà phải nạp từ bên ngoài vào bằng cái việc ăn, bằng việc đưa từ bên ngoài vào, nên gọi nó là thiết yếu để chúng ta tập trung vào chế độ ăn nhiều hơn. Còn cái gọi là không thiết yếu ở đây là do cơ thể nó có thể sản sinh ra, hoặc là nó lấy từ cái đống mà thiết yếu á, nó kết hợp với nhau để tạo ra những cái mà không thiết yếu. Đó, nói nó không thiết yếu vì cơ thể có thể chế tạo ra được, chứ không phải nó là không quan trọng, mà thật ra cái nào cũng quan trọng, được không? Thì ở đây người ta đánh dấu á, những cái mà thiết yếu á, là những cái mà
cái vòng tròn mà đứt vạch bị đứt quãng này thì là cái nhóm thiết yếu, còn cái vòng tròn liền thì là nhóm không thiết yếu. Nhóm thiết yếu có 8 loại chính và hầu hết các cái protein ở đây chúng ta đọc tên lên thấy khá là quen thuộc. Ví dụ như đây, alanine, lysine, isoleucine này kia, leucine là những cái thành phần mà ta hay bổ sung trong sữa, trong những cái thực phẩm mình ăn, rồi trong whey protein này kia nọ, có rất là nhiều mấy thứ này. Đó. Histidine. Histidine này có nhiều trong nước mắm, đạm. Lysine. Lysine thường thấy bổ sung ở trong sữa, sữa cho em bé, cho trẻ em nhỏ nè. Rồi, đó là về nhóm thiết yếu và không thiết yếu. Rồi, ok. Vậy trong cơ thể của mình, cái protein đó sau khi mình ăn vô nó sẽ chứa ở đâu? Chứa ở đâu? Nó sẽ di chuyển và nằm ở đâu trong cơ thể? Nó nằm ở đâu? Quân, cái protein nó ăn xong nó sẽ nằm ở đâu? Protein chứa cơ à? À, chứa trong cơ. Chứa trong cơ, chứa trong enzyme, chứa trong hormone, chứa trong máu. À, rồi. Để xem. Gan. Gan. Ừ. Hầu hết nó đều nằm ở trong toàn bộ cơ thể. Và chúng ta sẽ giải thích cái hình này, cái sơ đồ chuyển hóa protein. Protein chúng ta hiểu ở trong cơ thể chúng ta, nguyên một cái người của chúng ta thì cái lượng amino acid khi mà protein phân giải ra nó là một cái hồ, nguyên cái người chúng ta nè là một cái hồ chứa. Thì như những cái hồ bơi á, các bạn cũng có thể thấy là nó liên tục nó bơm cái gọi là nước, một đầu thì bơm ra, một đầu bơm vô để cho nó duy trì cái lượng mực nước trong đó, để cho nó không bị đục, cho nó liên tục được loại bỏ những cái chất dơ ra và đưa cái nước mới vô. Thì cơ thể chúng ta hiểu nôm na cũng giống vậy. Thì ở bên ngoài đưa vào là trên này, đưa vào, còn dưới là đưa ra. Làm sao cho cái ngưỡng protein trong cái hồ protein này nè, amino acid pool này nè, nó luôn duy trì ở mức cân bằng. Cân bằng ở đây có thể gọi là homeostasis, cân bằng nội môi đó. Được không? Vậy thì cái đầu mà đầu vô á, đầu vô của cái hồ này nó ở đâu? Hầu hết là từ chế độ ăn, dietary protein nè, cung cấp từ chế độ ăn sau khi chúng ta tiêu hóa và hấp thu. Quá trình tiêu hóa chúng ta nó có hai giai đoạn, đó là tiêu hóa nè. Ở đây hiện tại theo cái hình này nó nói là có hai giai đoạn tiêu hóa, là digestion, là từ lúc chúng ta bỏ vô miệng đi xuống qua dạ dày cho đến vô cái ruột non, và nó thực hiện absorption, phần lớn absorption ở cái ruột non là hấp thu. Rồi, bên cạnh đó, bên cạnh cái phần lớn này từ chế độ ăn, nó cung cấp protein từ đâu? Từ việc nó tổng hợp những cái amino acid không thiết yếu. Đó là những cái mà nó rải rác trong cái dòng máu của mình, trong cơ thể mình. Nó tổng hợp từ những cái đám không thiết yếu đó. Rồi một cái nữa là từ cái việc cơ thể tự gọi là degeneration. Degradation là cái kiểu giống như nó tự giải phóng cái protein từ cơ ra. Nó tiêu bớt đi. Đó, nó tiêu bớt đi, giống như cơ mình liên tục xây dựng và mất đi, xây dựng mất đi, xây dựng mất đi. Và thậm chí những cái enzyme nó hoạt động xong rồi nó dư ra những cái chất gọi là phụ phẩm, phế phẩm nó cũng sẽ đi ra. Thì cái đó là cái đầu vào của cái hồ amino acid. Rồi. Vậy cái đầu ra nó sẽ đi đâu? Amino acid này sau khi vô cơ thể nó đi đâu? Nó được sử dụng cho quá trình tổng hợp protein cho cơ thể, như là xây dựng cơ bắp, hình thành enzyme, tạo nên những cái hormone trong cơ thể. Rồi, hoặc là nó bị dị hóa, catabolism nè, chuyển thành gluco. À, chuyển thành gluco khi nào? Theo Duyên, chuyển thành gluco khi nào? Amino acid này. Khi mà mình bị tụt đường huyết nha. À, tụt đường huyết. Cái đó nghiêm trọng quá rồi. Anh Hiền, theo anh Hiền khi nào nó chuyển thành gluco? Còn không biết phải rồi. À, ok. Rồi. Cái quá trình nó chuyển thành gluco
là khi cơ thể ăn thâm hụt calo đó, nên mình mới nói là khi mà ăn mà để giống như là cutting đi, cutting thì chúng ta cần phải đào cái lượng body fat xuống, thì lúc này chúng ta phải nạp protein nhiều hơn so với bình thường, so với ngưỡng bình thường mình ăn, để làm gì, để nó chuyển một mớ sang làm gluco nè. Tại vì lúc này cái lượng do mình giảm cân, mình cắt lượng calo đi á, mình sẽ cắt cái gì, mình không cắt protein rồi đó, mình sẽ cắt carb nè, mình cắt fat nè, thì lúc này lượng đường trong máu bị tụt xuống. Cứ nôm na cái lượng đường trong máu nó cũng có cái hồ giống y như cái hồ amino acid này luôn, mà nó là cái hồ gluco carbohydrate. Nên cơ thể phải có một cái cơ chế chuyển cho cái thành phần khác, đây là amino acid, thành gluco để nuôi sống cơ thể, để đảm bảo cái mực gluco trong dòng máu của mình á, đường trong máu của mình á, nó ở mức ổn định. Đó là lý do tại sao khi mà cutting á, chúng ta phải ăn nhiều protein hơn so với bình thường. Và gluco này, sau khi mà gluco này dư, nó sẽ dự trữ thành glycogen. Glycogen có ở trong cơ và có ở trong gan. Vậy trong cơ, cái này mình sẽ nói qua một lần. Trong cơ là để sau này glycogen sẽ dùng chuyển hóa thành năng lượng sử dụng ngay khi chúng ta hoạt động. Còn ở trong gan á, là glycogen sẽ phân giải ra để duy trì lượng đường trong máu. Đó là chức năng của glycogen ở trong từng bộ phận khác nhau. Rồi, bên cạnh đó, amino acid sẽ bị dị hóa thành ure, CO2 và nước đi ra ngoài, đó là nước tiểu và phân của mình đây, có màu vàng. Có cái thứ mà có màu vàng là cái đống protein đó. Và nó luôn đi ra như vậy. Rồi, bên cạnh đó thì nó còn, nếu như nó xài lượng protein, một phần của nó sẽ xài kiểu để tạo năng lượng, tạo năng lượng cơ thể á, nó sẽ sinh ra cái acid ketosis thì nó sẽ hình thành nên cái keton. Giống hôm trước mình có nói là một cái cơ thể người bị tiểu đường sẽ phần lớn xài năng lượng từ đạm và chất béo nếu như mà họ không duy trì được lượng đường á. Và nó sẽ hình thành nên fatty acid. Protein này sẽ hình thành nên fatty acid. Vậy nếu cái protein này nó chuyển thành fatty acid khi nào? Duyên, khi nào cái protein sẽ chuyển thành fatty acid? Không biết nữa. Rồi, ở đây mình có thể hình dung nôm na, ở cái đường giữa này là mức bình thường, nó sẽ sinh ra màu vàng của nước tiểu của phân. Nếu mà thiếu, nó chuyển thành gluco. Vậy ngược lại, nếu mà dư thì nó sẽ chuyển thành chất béo. Đó. Nên ăn quá nhiều protein cũng chưa hẳn là tốt, vì lúc này nó sẽ bị dư thừa calo, vì trong tất cả loại thức ăn đều có chỉ số calo riêng. Nên cái việc chúng ta ăn protein quá nhiều, nhiều người lại thiên về quá nhiều protein, bỏ hết mấy kia, ăn protein thôi, thì dẫn đến cũng thiếu chất và hình thành nên cái lượng chất béo, và lúc này nó bị phí. Và bên cạnh đó, nhất là ăn protein nhiều á, thật ra nó là cái thứ mà khó tiêu hóa nhất, nên khi mà nó đi xuống, đi qua đường ruột mà nó vẫn chưa hấp thu hết á, nó xuống ruột già, gặp cái hệ men vi sinh ở đó, vi khuẩn đó, nó lên men cái đống protein đó, thì nó sẽ sinh mùi. Nên đó lý do các bạn mà uống whey, uống nhiều á, sẽ hay có mùi. Ai từng trải nghiệm uống whey nhiều hay bị có mùi? Tuấn có bị không? Ít uống mà. Ít uống mà. Rồi nó đi ra thành dạng khí á, có mùi, ra thành khí và có mùi. Ok. Rồi. Để đi qua tiếp phần tiếp theo. Đây. Ở đây người ta cũng làm cái mô hình giống như hồi nãy mà nó ghi cụ thể hơn, ví dụ như để duy trì cái ngưỡng này, một ví dụ 100 gram protein amino acid ở trong hồ này, thì những cái phần trăm kia, những cái gram kia nó sẽ chiếm bao nhiêu. Đây, đồng hóa chuyển thành carbohydrate, đây một phần chuyển thành năng lượng ATP, đây chuyển thành ure, acid uric. Đây là nguồn vào là đạo thức ăn, hoặc là tổng hợp từ các protein, acid, amino acid không thiết yếu.
Rồi đây là từ cơ thể break down ra. Break down thì nó không có nhiều, không nhiều đâu. Và cái lượng break down này sau khi nó xuống, nó động tổng hợp lại và nó quay về, quay về cái trọng lượng cơ thể bình thường của mình à. Chứ nó, tại vì mình ăn mỗi ngày và nó cũng break down mỗi ngày và nó sẽ bù đắp, bù qua sức lại về. Rồi. Rồi, hồi nãy có nói về cái mà tại sao nó phân giải, nó phải phân giải ra và để nó đi vào tế bào. Thì trong cái NSM á, nó nói ở đây, việc mình ăn vào á, nó là protein bậc cao, bậc 4 nè. Sau đó nó phải phân giải thành bậc 3, rồi bậc 2, bậc 1 gì đó, nhỏ xuống dần. Và đây là cái màng tế bào. Cái màng tế bào để chúng ta khi mà ăn vô, ăn vào, ví dụ như cái này, ở trên này thì đi peptid, có hai phân tử peptid đến đây, nó sẽ ly giải ra thành hai cái amino acid khác nhau và nó có thể đi xuyên qua cái màng tế bào. Thì còn cái này là cái mô hình của cái thành ruột non, đây mô hình của thành ruột non. Và amino acid đi đến đây gặp các enzyme phân giải nó ra, nó đi xuyên qua được do nó là một phân tử. Và bên cạnh đó có những cái amino acid bình thường nó đã phân giải rồi, nó cũng đi qua được. Rồi ví dụ đây ba cái thì nó phân giải thành ba cái khác nhau, tách biệt ra. Còn ví dụ như bốn cái tetrapeptide thì sao? Thì ở đây nó bị không đi vào được, giống như là con muỗi không thể bay vô cái mồm của mình được. Đó, thì nó phải bay ra và nó phải phân nhỏ ra nữa. Phân nhỏ ra thành amino acid rồi nó mới đi vô được. Thì nó có các dạng phân giải khác nhau, ví dụ nó từ 4 nó phân thành 1 3, một đầu 3 đi qua đây và một đầu 1 đi qua đây. Thì cái đầu 3 này tiếp tục phân thành ba cái riêng biệt rồi đi thẳng vào. Đó. Thì cuối cùng để vô được cái màng tế bào của mình, nó phải chuyển từ protein hoàn chỉnh sang cái amino acid để đi vào. Mà tại sao, và nó giống như là cái quá trình mà mình chơi Lego mấy bạn. Mình có một cái khối Lego, xong mình tháo nhỏ ra hết, xong mình dùng cái đống đó mình ráp lại một cái khác. Thì cơ thể cũng giống vậy. Nó lấy những cái protein từ thịt bò, từ thịt heo, từ nguồn thực vật gì đó, nó phân giải ra hết thành cái đơn vị cơ bản là amino acid. Xong sau đó nó lấy những cái cục nhỏ nhỏ này, nó ghép lại thành cái protein của cơ thể người. Thì lúc này nó mới có hoạt tính, nó mới có chức năng, vai trò trong cơ thể mình. Đó. Rồi. Và cuối cùng ở đây là cái lượng khuyến nghị nạp protein. Lượng khuyến nghị nạp protein. Ở đây chúng ta có thể thấy là những người khỏe mạnh bình thường và những người gọi là ít vận động, sedentary, nạp khoảng 0.8 gram protein trên 1 kg trọng lượng cơ thể. Cân nặng mình bao nhiêu lấy nhân với cái số này thì họ ra được cái số khuyến nghị để nạp, để duy trì được mức cái mức mà ổn định. Và như lúc đầu mình có nói là nó sẽ còn phụ thuộc vào cái lượng calo. Nên khi mà mình tính được cái lượng calo, ví dụ tính được một ngày mình nạp khoảng 2.500, thì mình sẽ tiếp theo cái bước tiếp theo mà để ví dụ như giữ cơ đi, thì mình sẽ tính tới cái protein. Protein này nó chiếm bao nhiêu calo trong cái khẩu phần ăn của mình, trong cái 2.500 đó. Ví dụ protein chiếm 1.200 thì lấy 2.500 đó trừ cho 1.200, mình còn lại cái phần còn lại là của carb và fat để sau. Mà luôn ưu tiên là đảm bảo được cái nguồn protein cho nó đầy đủ. Rồi, ví dụ như người phụ nữ mang thai hoặc là vận động viên tập luyện về sức bền, thì cái nguồn, cái nhu cầu protein của nó, của họ không có cao. Không có cao bằng so với các cái vận động như là cường độ cao hay là xây dựng cơ bắp. Đây. Tại vì đối với cái người ví dụ như vận động viên sức bền á, cái nguồn năng lượng chính của họ là carbohydrate và chất béo. Nên họ, tại vì các bạn cũng biết là con đường số 3, chạy con đường bằng số 3 là oxy hóa. Thì lúc này nó sẽ oxy hóa chất béo. Nên cái nhu cầu protein không có cao, không có xài protein nhiều, không có cần quá nhiều cơ bắp. Nhưng khác cái đó, khi mà tập luyện cường độ cao, cần bộc phát, cần sức mạnh nhiều, hoặc là để xây dựng cơ bắp á, thì sẽ đảm bảo lượng protein khoảng 1.4 đến 1.7 trọng lượng cơ thể.
Thì ví dụ một người khoảng 75kg như mình thì một ngày cần phải có khoảng hình như là 200 đến 250 gram protein thì nó mới cấp ứng đủ, cung cấp đủ. Rồi, ở đây ví dụ như để tăng cân cũng phải chú ý lượng protein nạp vào từ 1.5 đến 2.2. Và để giảm cân, ở đây giảm cân nó còn cao hơn cả cái lượng tăng cân. Đó, chỗ này cần lưu ý, giống như hồi nãy mình có giải thích là cái protein phải cao hơn để cho nó còn làm cái việc khác, chứ không chỉ đơn giản là xây dựng cơ bắp và nuôi cơ nữa, mà còn phải cung cấp năng lượng cho cơ thể. Vì lúc này mình phải cắt bớt cái lượng carb và lượng fat đi. Đó. Thì đây là xong về cái phần protein mình đã soạn. Thì bây giờ lướt qua sơ qua về cái NSM. NSM thì họ cũng sẽ nói những cái giống vậy. Những mối quan hệ liên quan ảnh hưởng đến OMR hoặc là BMR về độ tuổi, giới tính, gen. Rồi. BMR, OMR. Để xem còn bị sót ý gì hay không. Đây, để mà hạn chế cái việc bị tuột cái chỉ số OMR hay BMR á, người ta nói là mình nên tránh cái việc bỏ đói cơ thể, starvation. Tại vì chúng ta bỏ đói cơ thể, chúng ta sẽ bị mất cơ. Vì lúc này nó bào từ cái cơ bắp mình ra để nó chuyển hóa. Và lúc này cái BMR nó cũng thấp dần xuống và mình sẽ không thể nào đáp ứng mãi cho nó được. Nên khuyến nghị vẫn là xây dựng cơ bắp thêm và duy trì mức cơ bắp cùng với một cái lối sống hoạt động. Rồi, đó. Rồi, tiếp theo. Thêmic. Đây là chữ thêmic, TEF nè. TEF, năng lượng tiêu hao khi chúng ta tiêu hóa thức ăn. TEF. Thường chiếm 6-10%. Rồi, giải phóng năng lượng trong quá trình vận động chiếm khoảng 20%. 2-30%. Tùy thuộc vào loại hình vận động, cường độ vận động và thời gian của cái buổi hoạt động đó. Rồi, ước tính năng lượng, số công thức. Rồi, còn những cái chỉ số này giống hồi nãy mình có, nó có làm sẵn trong cái bảng tính BMR này rồi, là tính thẳng ra luôn cái chỉ số calorie cần thiết. Rồi, protein, xây dựng và sửa chữa cơ thể, sửa chữa mô, cấu trúc cơ thể, vai trò tổng hợp nên hormone, enzyme và các liên quan các chức năng khác. Protein có thể được dùng để làm năng lượng nếu như lượng calo hoặc carbohydrate không đáp ứng đủ trong chế độ ăn. Đó, lưu ý giảm cân hay tăng cân gì cũng phải ăn đủ protein. Rồi, có khoảng 20 loại amino acid khác nhau, chia ra làm thiết yếu và không thiết yếu. Rồi, từ cung cấp từ bên ngoài vào, 8 loại thiết yếu, quá trình tiêu hóa, hấp thu và sử dụng. Đây, nó ghi là phụ thuộc vào nhu cầu của quá trình homeostasis, tức là duy trì cái hồ amino acid hồi nãy á. Tùy thuộc vào mình có duy trì được cái đó nhiều hay ít mà lúc này nó ảnh hưởng đến cái việc hấp thu và sử dụng protein của cơ thể. Và cơ thể phải break down cái protein này xuống thành đơn vị nhỏ nhất là amino acid. Sau đó mới xây dựng và sửa chữa mô, tế bào. Rồi. Tripeptide hấp thu protein thông qua thành của ruột non. Thành ruột non. Tại vì thường đi xuống tới thành ruột non, nó mới phân giải cho đủ nhỏ thành amino acid để hấp thu được. Rồi, đây. Để xem còn ý nào không. Amino acid. Đây. Amino acid được sử dụng làm năng lượng. Khi nào? Khi cơ thể có nhu cầu về gluco và nếu lượng carbohydrate và tổng năng lượng của cơ thể quá thấp thì lúc này nó sẽ bào amino acid ra làm năng lượng. Rồi. Và khi chuyển hóa thành gluco như vậy á, nó sẽ sinh ra keton
ketosis, acid ketosis và làm cho cơ thể vào trạng thái keton. Rồi nó sẽ đào thải qua gan và thận thành urine, ure. Rồi amino acid khi mình nạp dư nó sẽ tổng hợp. Tại vì khi mà tổng hợp đủ và cho cái nhu cầu năng lượng cũng như là nhu cầu cơ thể rồi thì lúc này dư ra làm gì? Làm thành mỡ để dự trữ lại ở dạng mỡ. Đây, chất béo fat. Rồi protein ở food, trong thức ăn thì có các dạng là hoàn chỉnh và không hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh á, thường nó sẽ đến từ các loại động vật, từ các loại thịt của động vật. Và không hoàn chỉnh nó sẽ thường đến, đây, hoàn chỉnh đến từ thịt, trái cây, rau cải và các sản phẩm sữa và hạt. Rồi các sản phẩm mà không hoàn chỉnh thường nó sẽ trong các loại rau, những người chế độ ăn giống như ăn chay á, sẽ thường thu nhận những cái protein nó không hoàn chỉnh. Thì những người, ví dụ người ta theo chế độ ăn chay thì phải khuyến nghị họ uống sữa thêm để nó cung cấp thêm cái nguồn protein từ động vật để cho nó đủ thành cái lượng protein hoàn chỉnh. Và ở đây có nói về cái vấn đề về dung nạp biotic value, tức là những cái như là whey protein. Khi mà chúng ta dùng quá nhiều cái đó nó lại làm giảm cái nhu cầu hấp thu protein của cơ thể. Đây. Việc sử dụng protein nhiều hơn cái mức mà cơ thể cần thiết sẽ làm giảm đi cái nhu cầu hấp thu protein. Và đặc biệt là cái chế độ high, very high BV protein là cái thực phẩm bổ sung đó, thì nó sẽ làm cho cơ thể ít muốn hấp thu protein hơn. Và ngược lại, nếu như chúng ta ăn uống bình thường, ăn uống với whole food và dùng ít cái lượng thực phẩm bổ sung về protein đó, thì sẽ giúp tăng nhu cầu sử dụng protein nhiều hơn. Đó. Rồi, ở đây số loại cũng nói về thực phẩm từ thức ăn, calorie intake, những yếu tố ảnh hưởng đến lượng protein. Hình như nãy cũng nói rồi, thể thao các thứ, body. Ok, đó là phần của ngày hôm nay. Mọi người có thắc mắc gì không? Mình còn gần một phút. Ok không mọi người? Phát cho anh hỏi xíu nha. Hỏi cái protein mà hiện giờ đang bán của sập á, nó bán protein thủy phân với lại protein gì ta? Thủy phân hả? Thì những cái đó là như thế nào? Với lại cho anh hỏi luôn cái amino mà ngày xưa anh em mình uống á, cái viên amino á, ví dụ như hình như amino là dạng tồn tại kém bền của protein đó.